Rồi, ngày hôm qua trong cái video ở Hattab 1 đó các bạn, thầy đã dừng lại ở câu 30. Đó, 40 câu mà thầy dừng lại ở câu 30. Thì trong video ngày hôm nay, chúng ta sẽ làm 10 câu còn lại. Bởi vì hôm qua thầy quay tới 41 phút, nó dài quá, cái video dài quá, cho nên thầy phải cắt ra làm hai. Rồi, vậy thì bắt đầu câu 31 này, các bạn nhìn vô, có cái chỗ nào mà các bạn nhận ra chưa? Các bạn để ý cái từ had. Các bạn nhớ cái cấu trúc câu bị động đặc biệt. Các bạn nhớ chưa? Nếu các bạn quên thì thầy nhắc lại. Cái dạng câu bị động á, thì nó rất là đa dạng, nó có rất là nhiều cái kiến thức liên quan. Nhưng mà cái dạng câu bị động đặc biệt liên quan đến cái từ had hay là từ got, từ get này, get hay là have này. Đó, chúng ta đã được học, được biết rồi. Vậy thì các bạn nhớ cái cấu trúc này. Chủ ngữ cộng với have đó, hoặc là had, nếu là viết ở quá khứ là had này. Đây các bạn, cấu trúc của chúng ta đây, chủ ngữ cộng have nếu là viết ở hiện tại, mà nếu viết ở quá khứ là had, cộng với gì các bạn? Cộng với something, cộng với một cái gì đó, rồi cộng với một cái động từ ở cột số 3, và hoặc là động từ viết ở dạng ed. Các bạn nhớ công thức này chưa? Đây là một công thức rất là hay, công thức rất là phổ biến và rất là bị động nâng cao đó các bạn. Có nghĩa là gì? Là một cái vật nào đó nó được ai đó mang đi hay là làm cái gì đó. Giống như là tôi nhờ cái người thợ cắt tóc của tôi, hay là tôi mang chiếc xe của tôi đi sửa, hay là tôi mang cái quạt đi làm mới, vân vân. Tất cả chúng ta đều được, tất cả đều được diễn đạt bằng cái cấu trúc này hết. Các bạn nhớ à? Vậy thì cái này, các bạn nhớ lại cái cấu trúc này rồi nha. Bây giờ các bạn quay lại câu 31 này. Chủ ngữ là ai? Trong trường hợp này là ai đúng không? Have hoặc là had này, had này. My motorbike là cái gì? Đó là chiếc xe máy của tôi đúng không? Chiếc xe máy của tôi là một cái vật gì đó đúng không? Something. Đó. Các bạn nhận ra chưa? Rồi repair là, đây là động từ. Đây là động từ đúng không? Nhưng chúng ta phải viết nó ở dạng V3 hoặc là ED. Đó, các bạn nhận ra chưa? Vậy thì trong trường hợp này repair viết như thế là không đúng. Đó, vậy thì các bạn phải viết lại là repair. Đó, ED nhá. Thêm ED vào. Bởi vì đây là động từ có quy tắc. Động từ có quy tắc. Rồi, những cái này phụ thôi. Ở phía trong này là phụ thôi. Vậy thì cả cái câu 31 này. Rồi, thầy quay trở lại câu này. Vậy thì cả cái câu 31 của chúng ta này, các bạn hiểu này. Tôi mang chiếc xe máy của tôi ra ngoài tiệm để cho người ta sửa. Thực ra chỗ này người ta không thấy nó là cái chỗ tiệm sửa xe máy gì đó cả. Nhưng mình ngầm ý, có ngày hôm qua nữa nha. Mình ngầm hiểu là mang ra ngoài tiệm cho người ta sửa. Đó, có là ngày hôm qua tôi mang chiếc xe máy của tôi đi sửa để nhờ người khác đi sửa đó. Người khác sửa cho mình. Nhưng đến bây giờ nó vẫn không chạy, có nghĩa là nó vẫn còn hư đó. Đó, các bạn thấy chưa? Rất là hay cái câu bị động đặc biệt này nha. Rồi, đó là câu 31, câu 32. Rồi, cái này quá dễ, nhìn vô nhận ra ngay. Nhận ra không? To give, đây là không đúng, mà phải viết thành là giving. Các bạn nhìn đây, thầy dịch rồi sau đó thầy giải nghĩa này. Cái cuốn từ điển tiếng Anh của cái Oxford đó, đây là tên riêng đó, trường đại học Oxford, cuốn từ điển tiếng Anh của nó được biết đến nổi tiếng đó, còn là được biết đến rất là nổi tiếng về cái điều gì? Về cái việc là nó có rất là nhiều cái gì, có rất nhiều nghĩa khác nhau của những cái chữ, có là nhiều từ có nhiều nghĩa khác nhau, và nó cho hay là nó cung cấp nhiều cái ví dụ rất là thực tế. Như vậy là các bạn nhìn này, nổi tiếng về điều gì? Nổi tiếng về cái thứ nhất sau giới từ này đó, including. Đây bản thân nó include động từ thì phải thêm in, bởi vì nó sau giới từ và nó bổ nghĩa cho cái việc nổi tiếng này này. Về cái gì? À,
cung cấp này, bao gồm này, bao gồm này, bao gồm nhiều nghĩa khác nhau, bao gồm nhiều nghĩa khác nhau của những chữ và gì. Vậy thì cái and này á, sau phía nó cũng phải là một cái động từ thay biến như cái từ này, cho nên không thể là and to give được, nhớ không? Phải là giving. Đó, các bạn nhớ chỗ này, cái cấu trúc song song đó. Trong video trước thầy nói rất kỹ về cái cấu trúc song song trong tiếng Anh đó các bạn. Các bạn nhớ lại ha. Đó, thì khi mình dùng một cái viết thì mình phải tạo nên một cái cấu trúc song song nó mới hoàn chỉnh. Rồi, bây giờ chúng ta đến với câu số 33. Câu 3 vô nhận ra ngay liền. Các bạn nhìn này, sau who có được phép là một danh từ không? Không các bạn ạ, à, phải là whom. Đó, David hoặc là whose, sở hữu cách đó các bạn. Whom hoặc là whose thì được phép là whose, là sở, không phải sở hữu cách, xin lỗi các bạn. Cái whose này các bạn này, đó, cái whose chứ không phải cái who này. Đó các bạn nha, chỗ này David, người, David là tên riêng, người mà mẹ của anh ta, mẹ của anh ta, mẹ của David này, mẹ anh ta là người Việt Nam. Anh ta có thể nói sao cả hai thứ tiếng, tiếng Việt và tiếng Anh một cách rất là trôi chảy. Thì cái chỗ này mẹ của ai? Mẹ của David. Thì trong trường hợp này chúng ta dùng whose này chứ không được này. David viết con, viết trọn về câu này là thế này: David whose mother is Vietnamese speaks both Vietnamese and English fluently. Ok, câu này dễ rồi, thầy không dừng nhiều thời gian của các bạn. Đây, 34 này, câu 34 các bạn nhìn để ý này, các bạn để ý này, ngay vô là phát hiện ngay, ngay vô, nhìn vô mà các bạn để ý này, burn if này, chúng ta thấy burn if này hiện hiện tại người ta đang viết ở thì gì đây? Nhận ra chưa? Thì gì? Thì quá khứ hoàn thành. Nhớ công thức quá khứ hoàn thành nha. Chủ ngữ cộng had cộng động từ với 3 hoặc là ed. Cộng 3 hoặc là ed. Trong trường hợp này là ed. Đúng không? Thì khi mở the if ở quá khứ hoàn thành thì mở the chính như nào? Chủ ngữ would hoặc là should hoặc là could hoặc gì đó vân vân. Cộng gì? Cộng với have. Cộng với, cộng với gì các bạn? Would, should, could cộng với gì? Với 3 hoặc là ed. Nếu có quy tắc là ed, còn bất quy tắc là v ở cột 3 này. Nhớ chưa? Và đây, nếu có phủ định thì thêm nốt vào thôi. Nếu có phủ định thì thêm nốt vào là xong. Nốt vào sau would hoặc là could hoặc là should đó. Được chưa? Chủ ngữ đâu? Chủ ngữ đây. Đấy, mệnh đề chính này. Mệnh đề chính này. Chủ ngữ có would, would có, not, not có, have có chưa? Chưa. Might, might là gì? Might là cột 3 của gì? Của make. Nha. Make người gốc và cột 3 là might. Vậy thì chỗ này, chỗ này would, might là chưa đúng không? Mà phải là would, would not might chưa đúng, mà phải là would not hay là wouldn't have might mới đúng. Và hình dung được chưa? Đó, chỗ này là thiếu nha, thiếu have, thiếu have này. Thì câu này bây giờ, câu này dịch này: nếu tôi học hành cẩn thận hơn thì tôi sẽ không mắc nhiều cái lỗi, nhiều cái lỗi như vậy, đúng không? If I had studied carefully, I wouldn't have made so many mistakes. Đó, thì ra trọn vẹn câu đó. Ba Lâm, Ba Lâm nhìn cô. 35. Rồi. Câu 35 các bạn để ý này. Có cái chủ điểm ngữ pháp này, as well as. As well as. Rồi, các bạn nhớ lại chưa? Chính xác. Khi mà có cái as well as này á, thì cái động từ đây này nó phải đi với cái chủ ngữ đầu tiên trước cái as well as. Thế cái chủ ngữ đầu tiên này là số ít hay số nhiều?
Số ít thì động từ này chia số nhiều là không đúng, mà nó phải là was. Học trò của thầy hay nói là vừa ba chữ và vừa bốn chữ các bạn. Các bạn nhiều lúc phát âm không ấy, các bạn nói vậy đó. Vậy thì các bạn nhìn này, biến thành was nha, chỗ này sai này. Cái vị giám đốc cũng như là vợ của anh ta và hai đứa con của anh ta đã bị thương trong một cái vụ tai nạn. Thế thì các bạn để ý này, nhiều bạn nhìn vô đây thấy 1, 2, 3, 4 người về số nhiều, chia số nhiều sai ngay, động từ chia số nhiều sai ngay. Đó, các bạn thấy chưa? Rất là hay là như vậy. Cho nên, để ý cấu trúc ngữ pháp này, yếu tố ngữ pháp này. Đó, the director as well as his wife and two children was injured in the accident. Ok, 36. Rồi, nhìn vô nhận ra ngay. Đảo qua, đảo qua đảo lại thôi. Các bạn nhìn đây là câu khẳng định. Từ had đứng sau từ ai? Từ ai đứng trước từ had mới đúng. Đảo vị trí. Đây là câu khẳng định thì không thể đưa had ra trước chủ ngữ được. Chủ ngữ này. Các bạn nhìn đây. Cha của tôi đã hỏi tôi là tôi đã đi đâu vào đêm trước. Đêm trước, hôm qua đó, vào ngày hôm qua đó. Các bạn nhìn thấy đây là dấu hiệu của cái gì đây? Dấu hiệu câu gián tiếp. Câu gián tiếp hay là câu tròn thuật? Câu gián tiếp, câu tròn thuật. Quá khứ, tròn thuật ở quá khứ. Sự việc diễn ra quá khứ thì phải lùi lại thành một, một thì từ quá khứ lùi lại thành gì? Quá khứ thành một thì thôi, lùi lại một thì, còn lại quá khứ hoàn thành. Nhớ chưa? Từ quá khứ lùi lại thành quá khứ hoàn thành. Mà quá khứ thành trong trường hợp là chủ ngữ cộng had mới vừa nói xong đúng không? Cộng V3 hoặc là ED. Đó, bạn thấy chưa? Chủ ngữ này ai này? Had này, V3 này, V3 này, V3 này hoặc là ED. Ok chưa? Đó, nhớ nha. Đây là những kiến thức rất là nền tảng các bạn nha, rất là cơ bản. Thầy dừng lại hơi lâu xíu, bởi vì những cái cơ bản này nhiều bạn còn vướng, cho nên thầy không có muốn để các bạn vướng nữa. 37. Rồi, nhìn vô nhận ra ngay. Vì sao thầy nhận ra ngay chỗ này? Các bạn thấy cấu trúc the so sánh hơn, the so sánh hơn nhớ không? Càng đó. Càng xa em anh càng yêu em, càng gần quán thịt chó tôi càng muốn ăn. Xin lỗi, thầy không ăn thịt chó, thầy xin lỗi, thầy nó vui. Càng gần quán chè sữa, trà sữa tôi càng muốn uống trà sữa. Càng các bạn, trời càng ngày càng lạnh, càng vui anh ta càng thông học giỏi, vui vân vân. Như vậy là cái cấu trúc càng này các bạn nhớ, nó phải song song. Bên này so sánh hơn thì bên này phải so sánh hơn. Cái này là so sánh gì đây? Các bạn nhìn thấy đây là so sánh gì? The worst, so sánh nhất rồi, so sánh nhất, so sánh nhất này. Worst này là so sánh nhất của từ gì? Từ bad, xấu, tệ, xấu tệ. Bad, đây là tính từ đặc biệt, nhớ không? Nhớ tính từ đặc biệt khi so sánh không? Bad, so sánh hơn là gì? Better, so sánh nhất là gì? À vâng, đây là tốt nhé, cái này là so sánh hơn là worst. Worse. Bad, nguyên gốc của nó là tính từ. So sánh hơn của nó là worse. Và so sánh hơn đó nha, so sánh hơn đó. Và so sánh nhất đó ở đây worst. Worst. Tương tự như từ good các bạn này, good là tốt đúng không? So sánh hơn của nó là gì? Better. Và so sánh nhất là gì? Best. Nhớ chưa? Đó, đó là những cái cơ bản nhất của chúng ta. Rồi, vậy thì so sánh hơn. So sánh hơn, the worst, bỏ worst này, worst, worse các bạn nha. Thầy đọc nguyên câu này các bạn này. The hard he tried, the worse he danced before the large audience. Là cái gì, nghĩa là gì đó? Anh ta càng cố gắng hơn, anh ta càng cố gắng hơn thì anh ta càng múa xấu
hơn trước một cái khán đài rất là lớn, khán đài những người nhìn người khán giả xem rất là nhiều á, anh ta tâm lý hồi hộp, càng cố gắng anh ta càng múa xấu. The harder he tried, the worse he danced before the large audience. Ok, đó là câu 37. Nhớ cấu trúc the nha, the harder cho sân hơn này, thì buộc bên này phải là the worse cho sân hơn, nhớ nha. 38. Câu này hơi khó xíu. Rồi, nhìn vô đây, sai chữ đây này. Chữ này không thể là financial được, mà nó phải là finance. Finance. Các bạn nhớ thôi. Finance, chứ không thể financial này được. Đây, tiếp tục là cấu trúc song song này. Thầy dịch, sau đó là thầy giải nghĩa thích cho các bạn này. Nhiều người trẻ tuổi thiếu những kỹ năng, thiếu tài chính và giáo dục để định cư ở những cái vùng đô thị, nơi đó có nhiều công việc được tìm thấy, được tìm việc á. Thì cái này thiếu hụt cái gì? Những kỹ năng, danh từ đúng chưa? Thiếu hụt gì? Giáo dục tốt. Danh từ tiếp, thiếu hụt cái gì? Tài chính tốt. Giáo dục tốt và tài chính. Tài chính này tính từ không được, buộc phải danh từ finance. Tiền bạc á, tài chính tiền bạc á, finance. Ok chưa? Mà nhớ nha. Câu 38 là cũng là một dạng của cấu trúc song song. Cái dạng cấu trúc song song á, trong các cái dạng thì tìm lỗi sai của tiếng Anh các bạn nó rất là nhiều. Nếu các bạn để ý á, nó rất là nhiều. Trong cái video ngày hôm qua thầy cũng giảng rất là nhiều cái chỗ liên quan đến cấu trúc song song. Và trong video ngày hôm nay các bạn tiếp tục gặp lại. Đó, các bạn để ý cái cấu trúc song song. Rồi, đó là 38. Chúng ta còn hai câu nữa. 39 này. Rồi, nhìn vô đây phát hiện ra chữ words này là sai, mà nó phải là word. Nhận ra ngay là thầy nhìn là thầy nhận ra ngay này. Vì sao bạn? Các bạn nhìn đây nhá. Cô ấy không biết nhiều người ở trong cái hội nghị đó là đến từ đâu. Đây, nhiều người này, trong cái hội nghị này, nhiều người, thầy chỉ cần quan trọng nhiều người thôi. Nhiều người này số nhiều số ít? Chắc chắn số nhiều rồi. Số nhiều rồi mà chỗ này là động từ to be ở số ít hay số nhiều? Số ít rồi, buộc phải to be số nhiều. Và đương nhiên ở quá khứ, bởi vì đây là quá khứ rồi mà, viết quá khứ rồi mà. Cô ấy không biết là nhiều người trong cái hội nghị đó là đến từ đâu đúng không? Buộc phải thay rằng này, she did not know where most of the people in the conference were from. Ok, rồi câu cuối cùng này, 40 này. Rồi câu 40, câu giả định này. Không phải, câu giả định mà đại loại là nó là một dạng mà chủ ngữ giả. It is tính từ cộng that gì đó, được chưa? Ha, chỗ này turned ed là sai, phải là turned, giữ nguyên gốc từ động từ của nó, bỏ ed đây, turn. Cấu trúc của chúng ta các bạn nhìn lại nha, thầy viết cái cấu trúc đó là các bạn nhớ này, cấu trúc của nó là it to be, it cộng to be này. Các bạn nhìn cấu trúc thầy viết này nha, bỏ trên này hết đi, thầy viết trong cái khung này thôi. It cộng to be cộng gì? Cộng tính từ cộng that. Nhớ nha, it cộng to be cộng tính từ. Tính từ là important hay là central hay là rules gì đó vân vân. Cộng that cộng với một cái chủ ngữ cộng với động từ nguyên mẫu. Nguyên mẫu nha. Động từ không có chia, phải để nguyên mẫu. Được chưa? Cấu trúc của người ta là như thế. Đây. Và nhìn đây, it có rồi. To be là is này, to be này. To be là is này. Important là tính từ đấy. Important tính từ này. That này. That này. Đó các bạn thấy không? Rồi sau này là một cái chủ ngữ cộng động từ nguyên mẫu. Chủ ngữ đâu? Chủ ngữ đấy, you. Động từ nguyên mẫu đâu? Đây, vậy thì bỏ đây, viết sang. Đó. Thì cả câu này á, các bạn phải hiểu thế này.
Rất là quan trọng là bạn phải tắt hết cái máy sưởi á, sưởi nóng á, sưởi ấm á. Bạn tắt cái máy sưởi nóng ấm mỗi cái buổi sáng mà trước khi bạn đi rời cái căn phòng để bạn đi đến trường học á. Ok nha. It is important that you turn off the heater every morning before you leave for class. Ok. Như vậy là 40 câu của các bạn á, trong cái giải những cái câu lỗi sai á, thầy cũng làm xong hết rồi. Và hy vọng các bạn thích cái video này và các bạn tiếp tục nhấn đăng ký kênh, chia sẻ kênh để các bạn đón nhận thêm nhiều video tiếp theo. Thầy sẽ làm rất nhiều video, rất nhiều thể loại, rất nhiều kiến thức cho các bạn. Các bạn yên tâm ha. Rồi, cảm ơn các bạn nha.